sút bóng. Wow! Thưa quý vị và các bạn, đây là một trận đấu có thể định nghĩa là công cuộc tìm kiếm của cả đội chủ nhà câu lạc bộ Hải Phòng cũng như những vị khách câu lạc bộ Thể Công Viettel. Và trận đấu này thì họ cũng mất một trung vệ quan trọng có khả năng không chiến tốt, đó là Văn Tới. Và pha xuống của Khuất Văn Khảm. Căng ngang, không được. Pedro Enrique không thể chạm bóng. Những phút vừa qua chỉ khoảng gần 5 phút thôi là những phút mà chúng ta thấy là hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng lúng túng, như cách họ để cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa lội ngược dòng và giành chiến thắng 3-1 ở vòng đấu trước. Đứng trước bóng đang có Đàm Tiến Dũng và cả Hữu Sơn nữa. Hữu Sơn khá nguy hiểm, dứt điểm, không vào. Thật đáng tiếc là cầu thủ áo trắng trong tình huống lao vào lại không thể đệm bóng đi trúng đích. Lần nữa chúng ta xem lại tình huống uy hiếp khung thành của Văn Phòng trước đó. Cú đá của Hữu Sơn đã mang lại những sự khó chịu và Văn Phòng không thể bắt dính. Minh Tùng khá nguy hiểm và tạt bị chuỗi bóng của Minh Tùng đã trở thành một tình huống tấn công trực tiếp hướng về phía khung thành của Đình Triệu. Đình Triệu vẫn giữ cho mình một sự tập trung để hất bóng ra. Đức Chiến đã không thể bảo vệ được trái bóng, lên bóng dành cho đội chủ nhà. Bây giờ là Hữu Sơn, Lucao đang cố gắng di chuyển, vẫn là Hữu Sơn vượt qua được Thanh Bình, chân trái cơ hội không vào. Vẫn là các cầu thủ áo trắng dứt điểm, không được. Lê Tiến Anh đã bỏ lỡ cơ hội. Hàng phòng ngự của Thể Công Viettel đến lúc này cũng liên tục bị xô lệch bởi những tình huống tấn công đầy quyết tâm đến từ Hữu Sơn và Lucao. Một pha bóng mà Hữu Sơn đã đẩy bóng để cố gắng vượt qua Thanh Bình và mang lại cơ hội cho Lucao ở phía trong. Trong nỗ lực tiếp ứng của mình thì Tiến Anh đã không có một cú dứt điểm quyết đoán. Đường truyền khá tốt, Amarino sút bóng. Goal! 2-0. Đây rồi. Một Thể Công Viettel tưng mừng. Đó là những điều mà họ đã tìm kiếm suốt từ đầu giải. Đội khách tưng mừng bao nhiêu thì đội chủ nhà đang im hơi lặng tiếng. Amarino đã có được bàn thắng thứ hai kể từ đầu mùa và đó là một cú đá rất đẹp mắt. Pha bóng mà chúng ta thấy các cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thể Công Viettel đã phối hợp ở khu vực trung lộ. Đường chuyền của Wesley Nata là rất hợp lý dành cho Amarino. Các cầu thủ áo trắng không tạo ra đủ áp lực ở phía trước của Amarino để cho số 9 của câu lạc bộ Thể Công Viettel thoải mái xử lý và tung ra một cú sút. Đó là một cú dứt điểm bóng đi cao hơn so với đà bật nhảy của Đình Triệu sau khi đã khẽ chạm một cầu thủ áo trắng. Quá đủ để giúp cho câu lạc bộ Thể Công Viettel tạo ra được lợi thế hai bàn. Ở phía trong thì Minh Tùng đang theo sát với Lucao. Kể từ đầu trận thì Văn Phòng luôn lựa chọn cho mình những giải pháp an toàn. Trương Tiến Anh, Wesley Nata, Amarino cũng như là Pedro Enrique đang băng lên. Amarino không vào. Chưa thể có bàn thắng thứ ba cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Chúng ta đã nói đến việc câu lạc bộ Thể Công Viettel rất sẵn sàng với những tình huống phản công. Lại là Wesley Nata, trước đó là Trương Tiến Anh. Họ mang tới cơ hội cho Amarino ở thế 1-1. Amarino đã có thể vượt qua được Đình Triệu, nhưng cú dứt điểm của anh thiếu lực. Cần nhiều lực hơn với pha đệm bóng này. Ở phía trong thì Bùi Tiến Dũng là người đã phá bóng để ngăn cản Khuất Văn Khang có thể dễ dàng đưa bóng vào lưới.
Hơn một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 trôi qua với rất nhiều những diễn biến hấp dẫn và cả những tình huống mà tưởng chừng như hai đội bóng sẽ có bàn thắng 10-10. Nhưng cuối cùng họ đều không thể tận dụng được. Amarildo chắc chắn sẽ rất tiếc nuối với cơ hội vừa rồi. Chân trái. Tuyệt vời. Cú dứt điểm ngoài sức tưởng tượng đến từ Khoan Văn Khang. Một đường cong thật khó tin được tạo ra từ cái chân trái của Khuất Văn Khang. Trưởng đoàn của câu lạc bộ thể công Viettel, đại tá Đỗ Mạnh Dũng tỏ ra rất bình thản. Nhưng ở dưới sân rõ ràng người đàn em Khuất Văn Khang đã thực sự khiến cho chúng ta phải choáng ngợp với cú dứt điểm vừa rồi. Đàm Tiến Dũng để cho Khuất Văn Khang dễ dàng đi được vào khu vực trung lộ. Và hãy nhìn và phản ứng của thủ thành Đình Triệu. Bóng bay cao vồng lên và sau đó rót xuống, đập vào cọc trong, bắn vào lưới. Một quỹ đạo bay của trái bóng thực sự đẹp, quyến rũ, được tạo ra bởi Khuất Văn Khang. Có đủ thời gian ngắm chỉnh. Bóng đã rơi xuống rất gắt. Và 3-0 cho câu lạc bộ thể công Viettel. Chúng ta có thể thấy ở góc máy này, ngoài thủ thành văn phòng thì cả 10 cầu thủ còn lại của câu lạc bộ thể công Viettel đều đứng ở phần sân nhà. Thậm chí là chúng ta có cảm nhận rất khó cho câu lạc bộ Hải Phòng có thể phát triển bóng, tiệm cận với 1/3 cuối sân bên phía câu lạc bộ thể công Viettel. Mạnh Dũng, Wesley Nata, và che chắn khá tốt. Và bây giờ là cơ hội cho Pedro Henrique. Pedro Henrique qua đầu thủ thành Đình Triệu và dứt điểm. Không vào. Lần thứ hai rồi trong trận đấu này, các mũi nhọn bên phía câu lạc bộ thể công Viettel vượt qua đường thủ thành Đình Triệu. Lần trước là một cú dứt điểm nhẹ và lần này thì cột dọc đã đứng về phía đội chủ nhà. Lưu Hoàng Nam. Vẫn là Lưu Hoàng Nam. Bây giờ là Lucao. Cố gắng phối hợp với Hữu Sơn. Bàn thắng cho câu lạc bộ thể công Viettel trong giai đoạn 2 của mùa giải trước. Còn đây là pha bóng mà Amarildo sau nhịp che chắn của mình đã mở ra cơ hội lớn để cho Pedro Henrique băng lên. Anh vượt qua được Đình Triệu nhưng cú đá lại hướng trái bóng vào đúng cột dọc bật ra. Chúng ta có thể thấy Nhật Minh đã gặp khó khăn như thế nào với một nhịp tựa xoay đến từ Amarildo. Chơi bóng vào. Tuyến hai có Văn Minh. Sút bóng. Goal! 2-3. Wow! Thưa quý vị và các bạn, buổi tối thứ sáu này là buổi tối của những đường cong tuyệt mỹ. Hiệp 1 là Khuất Văn Khang và hiệp 2 là bàn thắng rút ngắn cách biệt tuyệt vời của câu lạc bộ Hải Phòng. Tuấn Anh vừa khiến cho chúng ta phải bật lên, phải ồ lên với cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải. Một cú đá rất nhanh của số 79. Rất thú vị. Hiệp 1, Đình Triệu đứng nhìn bóng bay vào lưới. Hiệp 2 thì là Văn Phòng. Nếu như chúng ta đi tìm những ứng viên cho bàn thắng đẹp nhất tháng thì ngày hôm nay sân Lạch Tray đã thiết đãi cho chúng ta những bàn thắng thực sự ấn tượng. 2-3. Điều quan trọng nhất là bây giờ câu lạc bộ Hải Phòng vẫn còn cơ hội để giật lại điểm số. Chúng ta sẽ gửi một lời cảm ơn đến tập thể của hai đội bóng câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ thể công Viettel. Họ thực sự đã mang lại một tối thứ sáu sảng khoái với tính giải trí cao. Thể công Viettel đã có được 3 điểm đầy nhọc nhằn cho dù đã có những thời điểm họ dẫn trước 3-0. Nhưng họ để cho câu lạc bộ Hải Phòng có một màn rượt đuổi với 2 pha lập công. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.